Đây là những đường truyền dài vượt tuyến với độ chính xác, bóng tiếp cận sát khu vực 16m50 với độ nguy hiểm cao, được các cầu thủ Campuchia thực hiện không dưới 5 lần trong suốt hiệp 1. Từ người truyền cho đến người nhận bóng, tất cả đều không gặp phải quá nhiều sức ép từ các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. Và đó chính là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy không hài lòng nhất trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tôi hoàn toàn hài lòng về lối đá cũng như kết quả trên sân. Tuy nhiên, có một điều tôi cảm thấy khá đáng tiếc, đó là những đường truyền bắt đầu từ phần sân đội bạn sang phần sân đội Việt Nam diễn ra khá dễ dàng và đi quá sâu. Đây là điều mà tôi sẽ cải thiện khi huấn luyện đội bóng. Sự lo ngại của huấn luyện viên Park có lẽ là không thừa, bởi trước một đối thủ nhẹ nhàng như Campuchia, những tình huống bóng như vậy chưa hẳn tạo ra được sóng gió cho khung thành đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu đối thủ ở một đẳng cấp khác, mọi chuyện chắc hẳn cũng khác đi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ có nền tảng thể lực, tinh thần tốt. Tôi sẽ làm nên một nền bóng đá có khả năng chiếm lĩnh cao. Tôi sẽ yêu cầu các đường truyền ngắn, nhanh trên sân bóng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem lại kết quả tốt nhất. Khi làm việc với đại diện của VFF, ông Park đã nói rõ quan điểm của mình về tầm quan trọng của thể lực, trong đó đặc biệt là thể lực chiến thuật, về cự ly đội hình, hạn chế tối đa khoảng trống cho đối phương khai thác. Sau khi trở lại Việt Nam vào ngày 23 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có gần 3 tuần để thực hiện việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ Việt Nam. Và có lẽ mọi tính toán, kế hoạch sẽ phải được ông chuẩn bị ngay từ bây giờ.